Kính chào bà con. Cà phê là một loại cây nông nghiệp có giá trị kinh tế cao và góp phần ổn định kinh tế của rất nhiều gia đình Việt. Tuy nhiên, thì nỗi lo lớn nhất của bà con ở loại cây này đó chính là bệnh tuyến trùng. Bệnh này gây cản trở quá trình truyền dinh dưỡng và nước, khiến cây bị chết non, héo xanh. Giải pháp tốt nhất cho bệnh này đó là thuốc trị bệnh Herua của nhà em. Thuốc còn có các tác dụng kích thích hạt giống và cây phát triển bộ rễ, giúp bà con nông dân xử lý đất, trừ nấm bệnh trước khi gieo trồng, giúp trồng được nhiều vụ hoa lặp đi lặp lại trong năm. Cây trồng phát triển tốt, không bị bệnh về sau. Cách dùng rất đơn giản, bà con pha 15-20ml nước trên một bình 20 lít nước, tưới xử lý đất trước khi gieo trồng, hoặc phun tưới gốc cây khi vết bệnh mới xuất hiện. Bên cạnh đó, Haruon còn đặc trị thêm một số bệnh như cây chết non, héo xanh, thối gốc, các loại nấm trong đất, v.v. Muốn biết thêm thông tin chi tiết, mời bà con liên hệ số hotline 0776 400038 hoặc truy cập website kỹsuhuy.vn để được hỗ trợ.